Em Hợp chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay em Hợp lại tiếp tục lên giới thiệu đến các anh chị mình một cái video về các cái dòng hoa lan nha mọi người. Số điện thoại liên hệ của nhà em Hợp là 0813 328 111 nha các bác ơi. Nhà em Hợp thì ở Lai Châu nhé, ship hàng mọi miền tổ quốc nha các bác. Tất cả các đơn hàng. Ơi. Nhà cô đẹp ơi. Toàn bộ tất cả các đơn hàng của anh chị mình thì em Hợp sẽ bao ship cho mọi người nhé. Nên là các anh chị mình cứ yên tâm mua hàng nhé. Ừ, con không hỏi nữa, để cô quay hàng nhé. Hàng đến nơi thì mình được kiểm tra hàng trước lúc nhận, nên là các bác cứ yên tâm các bác mua. Con cẩn thận không con ngã đây nhá. Nghe chưa? Con ngã là cô không cứu được con đâu. Không hỏi nữa nhé, để cô bán hàng. Đầu tiên giới thiệu với mọi người, đây là năm cánh trắng họng tím này, họng tím họng đỏ này các anh chị mình này, gọi là công chúa ý ngọc nha các anh chị nhé. Đang nụ chít thế này các anh chị mình ơi. Hàng này thì đang vừa nụ và vừa mầm rất là ok nha các anh chị mình nhé. Các anh chị mình tranh thủ mua đi. Năm nay thì ý ngọc này em Hợp không có nhiều đâu. Năm nay thì nó rơi vào tầm khoảng hơn 100 giò một tí, nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại bán rất nhiều rồi. Chắc là em Hợp bán chỉ trong vòng tầm chục hôm nữa là hết sạch đây các anh chị mình. Chắc không đến chục hôm được đâu các anh chị mình ạ. Nó con tránh ra, con tránh ra đi cô. Con gọi chú đi. Giới thiệu với mọi người đây là đây cô đây. Ơi, này. Em giới thiệu cho mọi người cái mặt bông nha các anh chị mình nhé, mặt bông của Ý Ngọc này. Nói chung là hoa rất đẹp luôn nha các anh chị mình nhé. Không phải là hơi đẹp hay thế nào mà nó rất đẹp, khẳng định với các anh chị mình luôn. Ý Ngọc thì có thể nói nó là một cái dòng gọi là sai hoa nhất trong các cái dòng hoa lan nha các bác nhé. Đó, cái thân của nó chỉ cần khoảng tầm khoảng 5 cm, 3 cm, 5 cm nó cũng đều ra hoa. Nói chung là miễn là nó là một cái thân hoa đây các bác này. Đấy, nó miễn là nó là một cái thân hoa thì nó đã sẽ ra chanh là hoa lan trong một mùa nha các bác nhé. Đấy, và mầm đang lên rất là đẹp. Đấy, đây các anh chị mình này, đó, có cả ngắn cả dài trong một chậu. Hoặc là có những cái chậu thì nó sẽ nhiều thân ngắn hơn, thì nó sẽ được nhiều thân hơn nha các anh chị mình nhé. Đó, các bác lấy cái dạng nào cũng được nha mọi người nhé. Đây, hoa rất là đẹp nha mọi người. Và chậu nào mầm đang lên rất là ok nha các anh chị mình nhé. Công chúa Ý Ngọc, 230.000 một chậu. Em Hợp bao ship nha mọi người nhé. Đó, em Hợp qua bên này giới thiệu với mọi người. Đây là, trời ơi, cái cây bạch thiên hương nha các bác nhé, trời ơi. Rất thơm nha mọi người. Ở đây không phải là cái quả đâu, nó là cái hoa nha các anh chị mình nhá. Cái này thì được cả cây này là mình chơi thực sự với các bác là đối với lại những cái cây này mình kể cả mình không chơi hoa mà mình chơi mỗi cái thân lá này là cũng thấy đẹp rồi nha các anh chị mình nhá. Đó, và cái này là hoa rất là to, hoa to giống như cái bát luôn các anh chị mình, và hoa màu trắng tinh khôi. Và được cái này thì được cả sắc cả hương nha mọi người nhá. Trắng tinh khôi rất là đẹp. Và hương rất là thơm nha các anh chị mình nhá. Đó, nên là được đặt một cái tên rất là hay, đó là Bạch Thiên Hương nha các bác nhá. Bạch Thiên Hương đấy, hoa rất là to như thế này các anh chị mình này. Trời ơi, thực sự với các bác là hoa nó gọi là nó quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa rồi nha các anh chị mình nhá. Hoa nó quá đẹp luôn. Đây các bác, đó. Cái này chỉ cần một bông thôi cũng đẹp rồi nha các bác nhỉ. Đó, cái này thì được chơi cả hoa, cả lá rất là xinh. Đấy, và một bụi rất là to như thế này. Đấy, giá thành chia sẻ cho các bác giống như kiểu hàng giống thôi. 150.000 một chậu đang nụ như thế này nha các anh chị mình nhá. 150.000 một chậu nha các bác nhá. Các bác lưu ý giúp em Hợp. Đó. Đó. Giờ con đi con. Đó, em qua bên này giới thiệu cho mọi người. Em qua bên này giới thiệu cho mọi người. Đây là các anh chị mình này. Đây là cái gì nhỉ? Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nha các bác nhá. Hoa cũng rất là đẹp như thế này. Đấy, hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh này, hay còn gọi là tứ bảo sắc. Ôi đừng con, cái này là có nhiều màu trên một bông hoa nhé các anh chị mình nhá. Đó, u lồi này thì bông của nó rất là xinh nha mọi người. Cái này là hoa sắp tàn rồi các anh chị mình, và vẫn giữ được cái màu hoa rất là đẹp như thế này. Còn thực sự với các bác là lúc mà nó mới nở hoa thì trời ơi, cái màu nó còn đậm ấy, đẹp tuyệt vời luôn nha các bác nhé. Đây là nó là một cái dòng sai hoa nha mọi người nhé. Nó là một cái dòng sai hoa và hoa rất là bền. Hoa nó rơi vào tầm khoảng 2 tháng, hoa nó mới tàn nha các anh chị mình nhé. Tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng, và về vùng của các anh chị mình thì nó sẽ nở vào cái dịp dịp Tết nha các anh chị mình nhé.
Đấy, cái thời điểm hiện tại thì em Hợp sẽ chia sẻ cho các bác những cái chậu mà cái này nó, đây các bác này, đã sắp tàn rồi đấy mà vẫn đẹp như thế này đấy. Đến cái thời điểm hiện tại thì em Hợp sẽ chia sẻ cho mọi người những cái chậu nó ở cái dạng là mầm như thế này các bác nhá. Chia sẻ cho mọi người những cái chậu dạng mầm như thế này các anh chị mình này. Đó, đây, một chậu như thế này nó sẽ rơi vào, ví dụ như chậu nó kiểu này nha các anh chị mình nhá. Chậu mà nhà em Hợp trồng vào giữa như thế này các bác này. Đấy, thì mầm nó sẽ bé hơn một xíu, nó rơi vào khoảng 13 đến 15 cây mầm. Không phải là nó bị bé đâu mà kiểu như là nó mới mọc sâu ấy mọi người. Thành ra là mầm nó còn đang hơi bé một xíu nhưng mà số lượng mầm nhiều. Nó rơi vào tầm khoảng 13 đến 15 mầm, thậm chí có những cái chậu hơn, ví dụ những cái chậu này. Đấy, còn đầy mầm nó mới mọc này. Đấy các anh chị mình nhá. Đó, em có giới hạn cho mọi người 13 đến 15 nhưng có những cái chậu nó còn nhiều hơn nhá các anh chị mình nhá. Còn có những cái chậu như thế này em trồng xung quanh nhá các anh chị mình nhá. Đây các bác. Vẫn còn sót một cánh hoa này, hoa đẹp chưa? Đó, hoa gọi là tả tơi rồi, màu vẫn rất là đẹp. À, có những cái chậu em trồng xung quanh thế này các bác, mầm thì nó to hơn rồi nha các bác nhé. Nghĩa là những cái chậu này nó nở hoa sớm ấy thì mầm nó mọc sớm thì hoa cái mầm nó to thôi nhá các anh chị mình nhé, chứ không khác gì nhau. Những cái chậu này nào là mầm nó cũng to như vậy à. Những cái chậu này thì nó rơi vào khoảng 10 đến 12 cái mầm nha mọi người nhé, 10 đến 12 cái mầm. Cũng chia sẻ cho các bác là đồng giá nhau là 180.000 một chậu em một bao ship nhá. Đấy các bác cứ tưởng tượng ra đi, một cánh hoa này các bác này, đấy một cánh hoa, hai cánh hoa này. Đấy, hay cánh hoa nó đã đẹp như thế này, nó đã nhiều như thế này. Còn đây tận toàn hơn chục mầm thì các bác tưởng tượng là nó là một cái chậu nó rất là to nha các bác nhá. Nó là một cái chậu rất là to nhá các bác nhá. Đó. Đây là hoàng thảo u lồi, hoàng thảo ngũ tinh 180.000 một chậu nha các bác nhá. Đó. Em Hợp qua bên này em Hợp chia sẻ cho các anh chị mình. Hôm nay thì lên cho mọi người những cái chậu trầm nha các bác nhá. Chia sẻ cho mọi người những cái chậu trầm như thế này này. Anh Hà ơi. Anh cho Hưng nó sang bên này cái không, nó cứ vào video của em này. Cái Hưng, con đi sang bên này cho cô con. À thế đi, con xuống, con bảo chú cho con xuống. Chú dắt con xuống. À, qua bên này giới thiệu với mọi người là trầm rừng. Trầm rừng thì báo cáo các anh chị mình là hôm nay em Hợp sẽ lên cho mọi người những cái chậu trầm rừng thân nó to và mầm đang lên rất là ok nhá. Hôm trước thì em Hợp chia sẻ cho mọi người một số chậu như thế này, không phải là không có mầm mà mầm nó chưa lên thế các bác nhé. Còn hôm nay lên chia sẻ cho mọi người những cái chậu này là thân to, cũng là trầm rừng, như em lựa chọn mọi người toàn lấy chậu thân to và mầm nó lên nhiều rồi nhé các anh chị nhé. Mầm lên nhiều rồi, hoa rất rất thơm nha mọi người, khẳng định với mọi người là gọi là cái dòng siêu siêu thơm nha mọi người nhé, thơm lắm luôn, hoa rất là đẹp nha các anh chị nhé. Và mặt bông thì rất là ok đấy các bác. Biết là chơi cái thời điểm hiện tại ấy, thì nếu mà cái dòng trầm công nghiệp, ví dụ đây trầm rồng đỏ đây các bác. Đó, trầm công nghiệp này thì các bác có thể gặp bất kỳ gọi là vườn nào, số lượng bao nhiêu cũng có. Còn cái trầm rừng này thì rất là hiếm. Hôm nay thì lựa cho mọi người những cái chậu mà trầm mà cái thân to rồi nha mọi người, và mầm đang lên rất là nhiều. Trầm rừng thì nó được xếp vào hàng rất là hiếm. Về cái độ thơm thơm thì nó sẽ đứng đầu, đứng đầu với danh sách cái dòng hoa thơm nha mọi người nhé. Và cũng được rất là lâu nha các anh chị mình nhé. Đấy. À, chia sẻ cho các anh chị mình này, ví dụ như chậu như thế này, đây có ba cái thân hoa nha các bác nhá, và mầm đang lên này, mầm đang lên chứ không phải là lên xong rồi nha các bác nhá. Đấy, chia sẻ cho các bác chậu này, chia sẻ cho các anh chị mình là 170.000 bao ship nha các anh chị nhá, 170 bao ship này. Đó, đây chậu này nữa, chậu này rất nhiều thân hoa nha mọi người, không phải là có một cái này là một thân hoa, một cái nụ là xong nha mọi người. Đây này, đang lên đây này, đó nó chưa lên đâu ạ. Đấy, đây các bác, và mầm cũng đang lên này nha. Cái kia là 170 rồi, cái này chia sẻ các anh chị mình là 200.000 bao ship nha các bác nha. 200.000 bao ship. Cái này thực ra là báo cáo các anh chị mình rẻ hơn cả cái hàng các bác mua đi mua bóc đấy. Đấy nha các anh chị mình nhá. Đây chia sẻ. Hả? Ừ rồi, cô ấy xong rồi cô xuống với con. À, cái này nha các anh chị mình nhá. Đây, chậu này rất là đẹp này. Đấy, các bác cứ so sánh thực sự với mọi người, rẻ hơn cả hàng kg, mà hàng này nhà em đã thuần rồi nha các bác nhá. Mầm đang lên rất là ok. Chậu này chia sẻ các bác là 280.000 nha các bác nhá. Đó, đây các bác. Đây, chậu này cũng thế, 280.000 nha mọi người. Thực sự với các bác là rẻ hơn cái hàng mà các bác đi mua từng khóm tật thực sự luôn nha các bác nhá. Đây, 280 nha các anh chị mình nhá, 280.000 bao ship. Đó. Đây, chậu này cũng thế này các anh chị mình này, chậu này cũng chia sẻ cho các bác là 280.000 bao ship nha các anh chị mình nhá. Rồi về cái trầm rừng này thì các bác có thể mình đi tham khảo giúp em Hợp. Một số shop người ta đang bán trầm rừng thực sự với các bác. Em thấy có một số shop ở khu vực miền Nam ấy bán cái hàng trầm rừng này giá thực sự các bác là phải gấp 3 với giá vườn em Hợp luôn. Em thấy người ta bán rất là giỏi.
Không, mình là mình khen giỏi chứ không mình có không có ý gì nha các bác nhá. Bởi vì trầm rừng thì thực sự với các bác là bán họ bán được rất là được giá luôn. À, qua bên này chia sẻ các anh chị mình, đây là cái hàng gì nhỉ? Trúc ngọc nha các anh chị mình nhá, cũng là một dòng hoa thơm luôn này, các anh chị mình này, cũng là một dòng hoa thơm nhá. Trúc ngọc đây, mầm đang lên rất là ok này. Trúc ngọc này thì là một năm sẽ cho các anh chị mình tầm khoảng 3 lần hoa nha các anh chị mình nhá. Đấy, nó có rất là nhiều ưu điểm nha các anh chị mình nhá. Cái dòng này thì dòng dễ chăm này, mầm cũng đẻ rất là ok này, hoa thì rất rất thơm, và một năm cho 3 lần hoa nha các anh chị mình nhá. Mầm mọc này đó, và hoa thơm, mỗi một cái là hoa nó hơi bé, bù lại hoa bé thì nó lại là sai hoa, thành ra là hoa nó cứ chít vào nhau nhìn vẫn đẹp bình thường nha các bác nhá. 150.000 một chậu trúc ngọc, hoa rất rất thơm, thơm đến cái nỗi mà các bác cứ treo cho một chậu này, các bác đi từ xa là cái hương thơm gọi là lan tỏa khắp nơi rồi nha các anh chị mình nhá. Đây là trúc ngọc nha các anh chị nhá, 150.000 một chậu. Em qua bên này giới thiệu cho mọi người đen rỗ mắt đen nha mọi người nhá. Đen rỗ mắt đen là tiếc cái là đợt này không có cái hoa đây để giới thiệu cho các anh chị mình, chia sẻ các anh chị mình đen rỗ mắt đen. Đấy, mắt của nó đen rất là đẹp nha các anh chị mình nhá. Đây hoa nó như thế này các bác này. Đây hoa rất là đẹp như thế này nhá. Ôi làm sao nhỉ. Đây các bác, rất đẹp nha. Đấy, nha mọi người. 180.000 chậu này nha các anh chị nhá, 180.000 một chậu. Đó. Chậu này chia sẻ các bác 160.000. Đấy, một chậu 180, một chậu 160 nha mọi người nhá. Bao ship nha các bác nhá. Qua bên này chia sẻ các anh chị mình. Ở đây nha mọi người, đây là đen rô xuân. Anh nhặt cái đen rô xuân lên rồi à? Đen rô xuân nha các bác nhá. Đen rô xuân báo cáo các anh chị mình. Mầm cũng đang lên rất là ok. Đen rô xuân thì nó sẽ có rất là nhiều màu để các anh chị mình lựa chọn. Đối với lại những anh chị nào mà mình mới tập chơi lan nhé. Đấy, mình mới tập chơi lan. Mình còn đang băn khoăn suy nghĩ là không biết nên lựa chọn được cái dòng hoa lan nào. Đó, và mình thích là cái dòng mà có nhiều màu thì các bác lựa chọn cho em cái đen rô xuân. Mầm đang lên rất là ok. Đây là đen rô xuân này, là đen rô xuân giống lùn siêu hoa nha các bác nhá. Giống lùn nhưng mà siêu hoa. Đây, tầm này là các bác được mấy trăm bông hoa rồi đấy. Cái này thì nó sẽ có rất là nhiều màu để các anh chị mình lựa chọn nha các anh chị nhá. Đen rô xuân nha mọi người. Nói chung là đẹp đấy các anh chị mình ơi. Đấy. Đây các bác, nhiều màu nha mọi người nha. Có 180.000 một chậu thôi là còn được bao ship nữa nha các anh chị mình nhá. 180.000 một chậu là còn được bao ship nữa. Nói chung là cái giá thành này, giá thành nó rất là rẻ rồi nha các bác nha. Giá thành rất là rẻ rồi. Đó, 180.000 một chậu. Có nhiều màu lắm các anh chị mình ạ. Đây nữa các bác. Đấy, màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh nha các bác nha. Đó. Đây, màu tím này này. Đây, đấy cũng là giống lùn đây, lùn giống nhà em đây các anh chị mình. Có hai cái thân hoa thôi đấy. Đấy, một chậu này hai thân hoa này các bác này, giống lùn siêu hoa đấy. Đấy, màu tím cũng rất là đẹp nha các anh chị mình nhá. Đấy, ngoài ra thì nó có nhiều màu nữa nha mọi người. Nói chung là tha hồ mà chọn màu nha các bác nha. Tha hồ mà chọn màu, màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng xinh. Đấy. Phượng hoàng lửa này cũng rất đẹp luôn. Đấy, đây là đen rô xuân nha các bác nhé. 180.000 một chậu nha các bác. Em qua bên này em chia sẻ cho mọi người. Đây các bác, đây chia sẻ cho các bác chậu da báo này đi. Đây chậu da báo này 100.000 một chậu. Đây chậu da báo 100.000 một chậu. Cái này gộp đơn giúp em hợp nha các bác nhé. Anh chị nào mà thích chơi những cái dòng hoa lan mà độc lạ nhé, nhưng mà có hương thơm. Đấy, độc đáo, có hương thơm, các bác lựa chọn cho em là cái dòng da báo này nha các anh chị mình nhé. Đây, mấy cái lá này là lá ăn nắng quá nhiều thôi, chứ không vấn đề gì. Đấy, cái này chia sẻ các anh chị mình 80.000, chậu này 80.000, chậu kia 100.000. Đấy, dòng này thì hoa rất là thơm, các bác cũng chơi được rất là lâu. Đấy, và màu hoa thì không đụng hàng với bất kỳ một cái dòng hoa nào. Đấy là da báo nha các anh chị mình nhé. Đó. Qua bên này giới thiệu cho mọi người là lan quân tử nhé các anh chị mình nhé. Lan quân tử này. Đấy. Lan quân tử bên này. Lan quân tử thì sẽ có rất là nhiều màu để các anh chị mình lựa chọn nhé. Đó. Nó sẽ có nhiều màu. Và cái dòng này thì là
các bác chơi kể cả lúc mà nó chưa có hoa mình cũng đã thấy đấy đẹp rồi nhá các anh chị mình nhá. Đây, màu này là màu cam đây các anh chị mình. Đó. Mình chơi có hoa hay không có hoa nó cũng đều đẹp. Không có hoa thì mình chơi theo cái kiểu dạng cây cảnh cũng thấy đẹp rồi. Đấy, màu này cũng rất là đẹp này các anh chị mình này. Đó nha mọi người nhá. Màu đỏ này. Cá nhân em thì em đánh giá rất là cao cái màu đỏ và màu cam nha các bác nhá. Dĩ nhiên là dưới con mắt của mỗi người thì là mình sẽ thích một cái màu hoa khác nhau. Đấy, còn riêng cá nhân em thì đây, cái màu xanh này rất là hiếm. Đó. Cái màu trắng này các bác này, màu vàng này, màu đỏ này, rất đẹp nha các bác nhá. 130.000 một cây nha mọi người nhá, mà lại còn được bao ship nữa nha mọi người. Đó. Em qua bên này, em chia sẻ cho các anh chị mình. Đây là một số hàng khô nha các anh chị mình nhá. Giới thiệu với mọi người mật ong rừng nha các anh chị mình nhá, mật ong rừng. Đây, chỉ có mật ong chuẩn nó mới có cái hàng gọi là cái ga trên này nha mọi người nhá. Đấy. Đấy, ga nó mới nhiều này, chứ còn thực sự các bác là mật ong giả hoặc mật ong nuôi không có ga đâu các anh chị mình ạ. Cái này thì chia sẻ cho các anh chị mình, một chai này là 380.000 một chai nhá. 1 lít này. Đó. Còn qua bên này chia sẻ với mọi người tinh dầu sả nha các bác nhá. Tinh dầu sả này là nửa lít. Đó, chia sẻ cho mọi người, một chai này là 180.000. Cái này thì khu vực nào mà có muỗi nhiều các thứ ấy mọi người thì sử dụng cái này rất là ok. Lau nhà rất là thơm, mỗi lần các bác chỉ sử dụng 2 đến 3 giọt thôi. Hoặc các bác có thể cho vào các bác xông giải cảm nha mọi người nhá. Ốm cảm các thứ mọi người sử dụng cái này rất là ok nhá. Cái này 180.000 một chai này, có tác dụng này, sát khuẩn này, khử mùi này, xông giải cảm này, xua đuổi côn trùng rất tốt nha mọi người. Đấy, hoặc là gia đình mà có ô tô các thứ mọi người chiết xuất mọi người để trên ô tô rất là thơm nhá các anh chị mình nhá. Đó. Cái này tinh dầu sả, hàng này thì chỉ một là hàng thật, hai là hàng giả, không có hàng pha nha mọi người, bởi vì là khi cho vào trong nước nó sẽ nổi trên mặt nước nên nó không pha được đâu các anh chị mình ơi. Còn hàng giả thì khi các bác mở ra cái là cái mùi nó toàn mùi hóa chất thôi. Còn cái này là mùi nguyên tinh dầu sả nha mọi người nhá. Đấy. Còn đây chia sẻ với mọi người, đây là cái trà sơn mật hồng sâm nha các bác nhá, trà sơn mật hồng sâm. Nhà em thì có những cái vị khách mà uống lâu lắm rồi, nói chung là cứ hết lại mua hết là mua uống thay cà phê, uống thay trà đấy mọi người. Cái này thì nói chung là chị em phụ nữ uống thì nó dễ uống hơn. Anh con trai thì hay uống cà phê rồi hay uống trà kiểu trà Tây Bắc các thứ này, nhưng hơi chát chát mọi người uống tốt. Còn chị em phụ nữ thì chát chát một tí là hơi khó uống, các bác có thể sử dụng cái này này. Đó. Cái này thì bác nào mà hay béo bụng các thứ các bác chịu khó các bác uống cái này nhé. Vừa tốt cho sức khỏe mà vừa ấy đấy mọi người. Đây này các bác này, những bác nào mà hay bị mụn ngọt do nóng các thứ này. Đấy, hoặc là nóng gan các thứ, hoặc là bị đau dạ dày các bác nên sử dụng cái này nhá. Đấy, trong này có thành phần rất là nhiều cái loại hoa nha các bác nhá. Đấy, đây này, đấy, nhìn là đã thấy đẹp mắt đã rồi. Uống nó sẽ hơi ngọt ngọt phía đầu môi và nói chuyện rất là thơm nha các bác nhá. Một gói này 1 kg có giá là 90.000. Đó. Còn đây chia sẻ với mọi người đông trùng hạ thảo này. Đông trùng hạ thảo này thì gọi là một món quà sức khỏe nha mọi người nhá. Cái này thì có chứng nhận OCOP nha các bác nhá. Đấy, ở bên trên này không phải là mỗi cái nắp đã xong, bên trên này là có dùng một cái ấy để đây này các bác này. Dùng cái từ cái giấy bạc bọc ở trên này nhá mọi người. Đấy, không mở ra mở vào được đâu ạ. Đó, cái này là các anh chị mình nhá. Cái này này các bác này. Người ta gọi là một trong số những cái thực phẩm mà tốt nhất đối với sức khỏe con người đây các anh chị mình. Đấy, đông trùng hạ thảo này là sấy thăng hoa nha các bác nhá. Sấy thăng hoa tức là người ta cái gì dùng cái biện pháp mà người ta gọi là tách nước thôi. Từ cái hàng tươi người ta tách nước ra và ra được cái hàng khô này, còn mọi cái dưỡng chất là giữ nguyên được thì người ta gọi là sấy thăng hoa đấy các bác. Đó, 280.000 một hộp này. Một hộp này một người mà dùng có thể dùng đến khoảng tầm khoảng 2 tháng mới hết. Các bác có thể là pha trà hoặc cho vào các cái món ăn nha các anh chị mình nhá, hoặc là mỗi lần uống nước các bác có thể pha 4-5 sợi này cho vào cốc nước các bác uống. Đấy. Hoặc là các bác đem đi ngâm với mật ong. Đấy, còn đây là táo đỏ này các anh chị mình này, táo đỏ nha các bác nhá. Táo đỏ này thì cũng rất là tốt cho sức khỏe này, đặc biệt là rất là đẹp da nha mọi người nhé, đẹp da. Đó, các anh chị mình cũng có thể là ăn trực tiếp giống như có ăn vặt, hoặc là anh chị mình cũng có thể là thái lát ra mình pha trà, cho vào nấu chè, hoặc là các anh chị mình cho vào nồi lẩu các thứ ấy. Đấy, hoặc là mọi người các anh nam giới thì cũng hay đi đem đi ngâm rượu ấy, nó cũng rất là ngon nha các bác nhé. Một gói 1 kg có giá là 120.000 nha các bác. Rồi hôm nay thì em Hợp có những cái mặt hàng như thế này nhá. Anh chị nào mình có nhu cầu loại nào, vui lòng alo em Hợp theo số điện thoại là 0813 328 111 nhá. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Em chào tạm biệt mọi người. Trời ơi, đang đứng ở chỗ này nó rất là thơm nha các bác.